có tại sân khấu của Đùa Như Thật mà thôi. Những trận bóng như thế này, ai ra sân sẽ phải đeo cái kiếng bơi này vô, có hai cái lỗ khoét nhỏ thôi, đeo vô một cái, trời tôi thấy cái gì tôi chết liền. Và chúng ta sẽ có hai hiệp đá bóng ở trên sân, mỗi hiệp 3 phút và chỉ có 3 thành viên của mỗi đội ra sân mà thôi. Đặc biệt lưu ý thủ môn không được chụp bóng bằng tay mà phải chụp bóng bằng chân. Nhưng mà thủ môn được phép dịnh cung thành không? Thủ môn chỉ được dùng chân để cản banh thôi chứ không được dịnh cái gì hết. Cho em hỏi là mình chỉ không được chỉ được dùng chân để mà cản banh bóng đúng không? Mình được dùng tay để cản như người khác đúng không? Không dùng tay thôi để làm nha, gì hết. Bạn nha, bạn làm nhẹ nhẹ thôi nha. Ở đây đội của tôi toàn chuột ngắt thôi. Em nói cho quý vị nghe, chưa gì mà em thấy xìu nhẹ rồi. Thứ nhất, anh Nguyễn Hoàng Duy, anh bị cận nặng mà bắt anh em kiếng bơi tháo kính cận ra nữa. Sao thấy đường thì thôi thua luôn cho đội anh khỏi chơi. Ừ, anh không sao đâu Minh. Anh ơi em nè. Em nè. Dạ. Mọi người hãy đeo kiếng bơi vào đi ạ. Ê chân. Cẩn thận rồi, lên coi, bình tĩnh. Hiệp 1, 2 phút dành cho hai đội. Bắt đầu. Trời tay cỏ lên. Nhẹ ơi. Ra ngoài rồi, Đá nhẹ thôi. Ngoài hỗ trợ, quăng vô. Đá tiếp. Đá lên, thật hết. Đôi tay cỏ lên. Tiếp tục. Đá đi. Tới luôn. Ê, ghê quá. Vào không. Sút. Đây cái gì? Ở đây nè. Banh ở dưới chân kìa, đá đi. Banh ở dưới chân kìa. Hết giờ. Lượt 2, chúng ta sẽ tiến hành nghi thức đổi sân. Đổi sân. Hiệp 2, chính thức bắt đầu. Đúng rồi. Banh vô rồi. Đá đi. Banh vô nữa rồi mọi người ơi, đá đi. Không dùng tay. Ra ngoài, ra ngoài. Banh rồi. Ra ngoài rồi. Trời ơi, cái gì đó ra ngoài không vậy? Banh nè. Lên lên cái mày lên coi. Cẩn thận. Đá nhẹ thôi. Mình đá nhẹ ở dưới thôi, đừng đá bổng. Đá bổng nó không có vô được đâu. Không. Cản bên. Ra ngoài rồi. Xuất. Không. Trời ơi. Chứ mà em đúng rồi. Có dừng, đẹp banh. Đúng rồi, bể. Ra ngoài rồi, banh vô. Trời ơi, ra ngoài nữa rồi. Lincoln, chứ mà Lincoln. Ê, đằng sau Lincoln. Trời ơi, xuống đi. Không vào, chưa vào. Đúng rồi. Tiếp tục, còn giờ. Rồi, banh vô. Gỡ qua bà con ơi. Lấy banh. Chưa vào, banh. Hết giờ. Chào mừng tất cả quý vị, chúng ta đến với hiệp thủ là đá luân lưu của hai đội ngày hôm nay.
nhiệm vụ rất quan trọng thôi. Đây, trái banh sẽ đặt đúng vị trí quy định của chương trình ở khu vực màu vàng này. Nhiệm vụ của từng người đá như sau. Chúng ta sẽ phải tạo dáng hình con voi mọi người ơi. Đấy, con voi có cái vòi chưa? Xong mình sẽ xoay 5 vòng. 1, 2, chết rồi, 3, 4, ok, 5, 5, ok, xong đá một cái bẹp. Trải qua 3 lượt đá của mỗi đội, đội nào có nhiều banh vào khung thành hơn thì chúng ta sẽ chiến thắng nha. Giờ đội nào đã đá trước nè? Sẵn sàng đi, một cái nha. 1, 2, 3. Rồi, đội thắng quyết định. Đá trước. Rồi, đội thắng quyết định. Anh đá trước hả? Anh Trung. Chúng ta trước đây Trung. Rồi lên Trung ơi. Chuẩn bị. 1, bắt đầu. 2 vòng. 3 vòng. 4 vòng. 1 vòng nữa nào. 5 vòng. Đá rồi, đá rồi, đá rồi, đá rồi, đá rồi. 3. Người thứ hai xin mời. Bên đây đã vô đường trái. Anh nói nè, anh bị cận, anh đâu thấy đường đâu. Anh đâu còn đeo kính thôi đúng không? Tụi em tin anh, gia đình tin anh. Ok, nhưng mà khán giả không tin. Nhưng vẫn phải đeo, tại nó có cái màu hồng nhấn nhẹ, mặt anh đẹp lắm. Nó mạnh mẽ em hả? Mạnh mẽ dữ lắm. Rồi, chuẩn bị nha. Em thổi còi, các bắt đầu mình làm con voi nha. 1, 2, 3. Bắt đầu. 1 vòng, 2 vòng, 3 vòng, 4 vòng, 5 vòng. Rồi bình tĩnh. Rồi xin mời anh vệ. Rồi lên đi vệ. Yes. Lượt đấu của anh vệ. Bắt đầu. Rồi lên. 1 vòng, 2 vòng, 3 vòng, 4 vòng, 5 vòng, 6 vòng, 7 vòng. Không vòng. Xin mời. Còn. Bên đội màu vàng ai lên ạ? Cố lên anh, không cần quá mạnh đâu anh Trường ơi. Rồi, bắt đầu. Đúng rồi. Ôi, ngược lại hả? Quay lại hả? Được không nhờ? Hai vòng nè. Rồi, chậm nhất hả? Nhanh. Quay cửa lên, cửa lên. Rồi, cố lên. Một vòng nữa, Năm vòng nữa. Đâu, thôi nè. Gì vậy? Gì vậy? Chỉ còn anh đá vô nữa là thắng đó. Nhưng mà anh rất là dở đá bóng. Đá bóng rất dở. Lên trên cố lên, 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 lên trên cố lên. Lượt đấu của chú Bảo bắt đầu. Mình lên. Một, từ từ tới, chờ cùng tới. Hai, 3, 4, 5 vòng, đá đâu? Đá. Rồi, và bây giờ mới là quan trọng. Các kiều nữ sẽ ra sân. Một tràng hoa tay cho Trang. Và bây giờ lượt đá của con voi Trang Pháp. 5 vòng bắt đầu. Trang quay coi chừng tắt thở, thở thoải mái em. 1 vòng. Tập trung quá lé em nè. 2 vòng. Thoải mái em. Nữa. 3 vòng. Ủa. Nữa. 4 vòng. Cái nữa. 5 vòng. Đá nè. Xuống nào, xuống Trang ơi. Xuống. Rất dễ nha. Rất dễ nha. Yeah. Mikko Lan Trinh bắt đầu. 1 vòng nè. 2 vòng nè. Nữa. 3 vòng nè. Chậm thôi, đâu em. chậm thôi. 4 đúng vòng rồi. Nè. Cái nữa đó em ơi. Rồi đúng rồi. 5 vòng nè. Đã đi em ơi. Hay quá em.